Trong video ngày hôm nay mình sẽ sử dụng con Arduino ATmega 2560 để điều khiển mạch LED theo kiểu dạng chế độ sáng mờ dần. Các bạn có thể dùng con Arduino để điều khiển mạch LED ở nhà các bạn. Cái này cực kỳ là thông dụng với một vài cái dòng code cực kỳ đơn giản. Thì các bạn có thể tùy chỉnh được cái con LED nhà bạn. Ví dụ như vào dịp Tết các thứ cho nó chạy theo một cái chương trình nào đó. Thì đầu tiên chúng ta phân tích code trước nhé. Thì ở đây đây là cái file mẫu ở trong cái Arduino này luôn. Thì chân in, chân xuất ra tín hiệu dương ấy sẽ là chân 10. Đó. Thì ở đây có một vài dòng code nhưng mà cái này cũng không quá quan trọng. Cái quan trọng ở đây ấy, đấy chính là cái thời gian delay này. Tức là cái thời gian mà cái bit nó chạy từ 0 cho đến 205 năm. Đó. Thì ở đây mình sẽ chiếu lên cho các bạn xem. Thì đây là con Arduino mình cài đặt nó ở, như các bạn thấy trên màn hình, thời gian delay của nó là tận 100. Đó, nó đang tắt dần. Bây giờ mình sẽ để thời gian delay thấp hơn xuống còn ví dụ như là 50 nhé. Sau đó mình nạp chương trình. Thì các bạn có thể thấy con Arduino nó gọi như là nó nháy để nạp tín hiệu. Đấy, thì bây giờ nó đã tắt nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ thử để cho nó mờ dần ít hơn nữa. Khoảng tầm 10 giây thôi. Đó. Cái này là nó mờ dần rất nhanh. Bây giờ mình sẽ thử khoảng tầm 30 giây đi. Đấy. Chậm hơn nữa nhé. Đó, như các bạn có thể thấy con LED này nó đã sáng kiểu theo kiểu mờ dần. Thì các bạn có thể dùng ngay cái code ở trong chính cái app Arduino này để mà lập trình cái con LED của bạn. Mình thì không chuyên về ngành lập trình cho lắm nên là phần code này nhiều phần mình cũng thực sự là không hiểu. Nhưng mà mình biết cách đọc một vài cái và có thể dùng thì mình đã chỉ cho các bạn rồi. Thì đấy là chân vào là chân 10 và một số khai báo cơ bản. Thì bây giờ mình sẽ phân tích kỹ hơn một chút nhé. Thì đây là chân vào là chân 10 này. The PMW pin, the LED is attached to. Tức là cái chân cấp xung PWM như các bạn đã học. Thì nó sẽ là một cái chân cấp xung để cho vào cái LED attached to là kiểu như dạng đính vào ấy. INT là hình như là khai báo sao đó. Brighten bằng 0. Brightness là sáng ấy. Fade được amount là số số fade số mờ dần ấy. Cái này là bằng 5. Tức là sao? How many point to fade the LED by? Nghĩa là bao nhiêu lần bao nhiêu điểm mà ánh sáng mờ ấy. Còn how còn cái trên nó là how bright the LED is, tức là độ sáng mà cái con LED của con LED. The loop routine run over and over again forever, tức là sao? The loop loop ở đây nó có nghĩa là vòng. Routine nó giống như là một kiểu dạng thói quen. Thì cái tức là nó sẽ chạy vòng đi vòng lại, nghĩa là nó sẽ chạy từ trên xuống, những cái code ấy nó sẽ chạy từ trên xuống này và nó sẽ chạy từ trên xuống và nó sẽ again forever, tức là sao? Tức là nó sẽ chạy mãi mãi. Set the brightness a pin 9. Đoạn này thì mình không có hiểu lắm. Đấy, nói chung là để có thể
lập trình cái con LED faded thì các bạn có thể dùng cái đoạn code ở trong cái ứng dụng Arduino luôn. Nó rất là đơn giản vì các bạn chỉ cần thay cái thông số thời gian mà các bạn muốn delay cái thời gian mà nó mờ dần ấy. Thế là được.